Thời gian vừa qua, phố đường Tàu Phùng Hưng bỗng nhiên nổi lên như một hiện tượng cho giới trẻ và du khách nước ngoài tìm đến uống cà phê và chụp ảnh sống ảo. Bất chấp những nguy hiểm cận kề như tàu chạy chỉ cách nhà dân có một bước chân hay những lời quán tự dựng thô sơ không chắc chắn, người ta vẫn cứ đổ đến đây ào ào khiến cho con phố này luôn trong cảnh tắc nghẽn, nhất là vào mỗi cuối tuần. Và sau khi bị phản ánh quá nhiều, chính quyền thành phố Hà Nội đã phải ra lệnh đóng cửa, phong tỏa con phố Phùng Hưng. Điều này khiến cho dân tình rất tiếc nuối nhưng vẫn phải chấp nhận. Ngay sau khi phố Phùng Hưng đóng cửa thì một địa điểm chụp ảnh khác cũng liên quan đến đường tàu cũng ngay lập tức được giới trẻ đổ xô đến. Mặc dù đây không phải địa điểm mới nhưng với nhiều người thì nó vẫn khá thú vị để cho ra những bức ảnh đẹp. Và xin giới thiệu, đó không phải nơi nào xa lạ mà chính là cầu Long Biên. Hiện tượng này được phản ánh khá nhiều trên mạng xã hội và tờ báo danh tiếng cũng nhảy vào cuộc. Tờ này viết, khách du lịch đổ xô ngày càng đông về cầu Long Biên dù có rào chắn ở hai bên để ngăn mọi người leo vào phần đường ray xe lửa để chụp hình. Cầu Long Biên bỗng dưng trở thành điểm qua để giới trẻ chụp ảnh. Tờ báo này có trích dẫn lời phỏng vấn của khá nhiều người. Cô Magaliva, một nhà sáng tạo nội dung đến từ Mumbai, đã đến thăm Hà Nội cùng cha mẹ vào tháng 2 năm 2019 và chụp một vài bức ảnh trên cây cầu. Cô nói với, trước khi tới Hà Nội, cô chưa từng nghe về cầu Long Biên nhưng trong hành trình tham quan Hà Nội bằng xích lô, cô đã đặt chân lên cây cầu này. Gia cho biết thêm, hầu hết các buổi chụp hình mà cô thấy trên cầu là ảnh cưới hoặc ảnh đính hôn của người dân địa phương. Một người khác tên là Aida Yune thì cho biết cô nhiều lần tới cầu Long Biên và cảm nhận dần sự nổi tiếng của nó. Lần đầu tiên tôi đi, không có ai ở đó. Lần thứ hai là khoảng 9 tháng sau vào năm 2018 tôi chỉ thấy một số ít người, còn bây giờ thì quá đông. Nhiều người nước ngoài đã rát toán khi có vô số bạn trẻ bất chấp nguy hiểm để trèo vào bên trong đường tàu chụp ảnh. Cũng theo, việc ngày càng có quá nhiều người bất chấp nguy hiểm trèo sang phần đường dành riêng cho xe lửa để chụp ảnh có thể buộc giới chức phải xem xét lại vấn đề an toàn giao thông.